lập đón ta ra đời, ngàn bông hoa nở đẹp tươi thắm sắc hồng là tương lai của đất nước, cùng tiếp bước cha ông anh hùng đoàn thanh niên quyết tâm vươn lên thiên sứ vàng. Mừng ngày 26 tháng 3, đoàn thanh niên xung phong đi đầu, dù cho bao gian lao giông tố vẫn kiên cường, ngày hy sinh vì đất nước cùng dựng xây quê hương giàu đẹp, giữa cờ đòn vinh quang trái tim sáng ngời. Vì hôm nay, vì ngày mai, cùng hăng say trên mọi nẻo đường, hãy vững vàng niềm tin luôn phấn đấu mang hạnh phúc cho đời thắm tươi. Vì hôm nay, vì ngày mai, tuổi thanh xuân vươn lên khát vọng, sống chiến đấu học tập theo gương ba để được mãi sáng dài cháu ngoan Bác Hồ kính. Ngàn bông hoa nở đẹp tươi thắm sắc hồng là tương lai của đất nước, cùng tiếp bước cha ông anh hùng đoàn thanh niên quyết tâm viết nên thiên sứ vàng. Mừng ngày 26 tháng 3, đoàn thanh niên xung phong đi đầu, dù cho bao gian lao giông tố vẫn kiên cường, nguyện hy sinh vì đất nước, cùng dựng xây quê hương giàu đẹp, cờ đòn vinh quang trái tim sáng ngời. Vì hôm nay, vì ngày mai, cùng hăng say trên mọi nẻo đường, hãy vững vàng niềm tin luôn phấn đấu mang hạnh phúc cho đời thắm tươi. Vì hôm nay, vì ngày mai, tuổi thanh xuân vươn lên khát vọng, sống chiến đấu học tập theo gương ba để được mãi sáng dài cháu ngoan Bác Hồ kính yêu. Vì hôm nay, vì ngày mai, cùng hăng say trên mọi nẻo đường, hãy vững vàng niềm tin luôn phấn đấu mang hạnh phúc cho đời thắm tươi. Vì hôm nay, vì ngày mai, tuổi thanh xuân vươn lên khát vọng, sống chiến đấu học tập theo gương ba để được mãi sáng rỡ cháu ngoan.